Cử nhân dinh dưỡng là một ngành đào tạo triển vọng, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những công việc thú vị. Trong lĩnh vực y học, dinh dưỡng được xem là một lĩnh vực mới tại Việt Nam và chiều theo con đường phát triển chung của ngành nghề này thì trên thế giới, cử nhân dinh dưỡng đã là một ngành đào tạo triển vọng. Tại Việt Nam cũng như vậy, nó sẽ mang đến cho bạn rất nhiều công việc thú vị. Năm 2013, xuất phát từ nhu cầu của đội ngũ cán bộ dinh dưỡng trình độ cao để phục vụ cộng đồng, khoa đào tạo cử nhân dinh dưỡng đầu tiên đã khởi nguồn tại Đại học Y Hà Nội. Và hiện nay, mỗi năm nhà trường đã tuyển sinh thêm khoảng độ 50 sinh viên. Với sự đầu tư bài bản ngay từ đầu, từ phía những đơn vị hợp tác là Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Tập đoàn Ajinomoto, kết hợp với những kinh nghiệm quý báu từ cái nôi đào tạo y tế hàng đầu trên cả nước là Đại học Y, ngành đào tạo này đã có những bước phát triển vô cùng vững chắc. Về công tác đào tạo, sinh viên cử nhân dinh dưỡng tại Đại học Y Hà Nội sẽ nhận được những hỗ trợ chuyên sâu từ các giáo sư, chuyên gia, giảng viên uy tín của Hội Dinh dưỡng Nhật Bản. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ từ Đại học Dịch vụ Y sinh Kalawawa và Đại học Yumoji. Những sinh viên xuất sắc của ngành sẽ có cơ hội giao lưu với sinh viên của các trường đại học hợp tác đến từ Nhật Bản và Australia. Đặc biệt, sinh viên xuất sắc năm cuối khóa có thể thực tập tốt nghiệp với các giáo sư Nhật Bản. Ngoài ra, các sinh viên cũng có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích học tập từ công ty Ajinomoto Nhật Bản nữa. Bên cạnh đó, từ tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng. Như vậy, dinh dưỡng chính thức được nhìn nhận là một nghề trong hệ thống các nghề y tá và dinh dưỡng. Dinh dưỡng viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các môi trường đa dạng, từ giáo dục đào tạo, có nghĩa là dinh dưỡng học đường, cho tới dịch vụ thực phẩm, tức là làm trong nhà hàng, khách sạn, và thậm chí có thể là làm trong tất cả các bệnh viện. Như vậy, chúng ta thấy ngành cử nhân dinh dưỡng đã thực sự nằm trong khuôn khổ của các ngành đào tạo và nó được biết tới là một trong những dự án phát triển hệ thống dinh dưỡng Việt Nam. Đây là hoạt động hợp tác vô cùng ý nghĩa giữa Đại học Y Hà Nội, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Tập đoàn Ajinomoto với mục tiêu góp phần tăng cường dinh dưỡng và sức khỏe cho người dân Việt Nam. Chắc chắn nó sẽ hứa hẹn thúc đẩy dinh dưỡng Việt Nam vươn tới một tầm cao mới.